Tiểu sử Diệp Lâm Anh Diệp Lâm Anh tên thật là Nguyễn Lâm Anh Cô nàng sinh năm 1989 và lớn lên tại Hà Nội Được biết đến là một người mẫu, ca sĩ và là mỹ nhân kinh doanh ở Việt Nam Sở hữu vẻ đẹp thuần khiết Cô nàng đã lọt vào top 10 của chương trình Việt Nam Next Top Model Và đây cũng là dấu ấn của sự nghiệp của mình Diệp Lâm Anh đã bộc lộ nhiều niềm yêu thích, đam mê với hội họa từ nhỏ Ngoài ra, cô thường xuyên tham gia các hoạt động vận động thể thao từ khi 6 tuổi. Vào năm 15 tuổi, Diệp Lâm Anh tham gia và trở thành trưởng nhóm nữ nhảy Bích Trô ngón chân cái. Trong khoảng thời niên thiếu này, cô được cộng đồng giới trẻ lúc bấy giờ yêu thích và đặt nickname thân thiết là chị Cún. Đến tận bây giờ vẫn còn nhiều bạn bè thân thiết gọi cô bằng nickname này. Với vẻ đẹp cuốn hút, hình thể săn chắc của mình Diệp Lâm Anh được Huỳnh Nhật Tân để mắt đến và mời cô về đầu quân cho công ty giải trí Anna Media Group vào năm 2019. Đây là bước đệm đầu tiên cho sự nghiệp của Diệp Lâm Anh sau này. Vào năm 2010, sau một năm vào Sài Gòn lập nghiệp, thì Diệp Lâm Anh tham gia chương trình truyền hình thực tế Việt Nam Next Top Model. Ở tại cuộc thi này, cô lột vào top 10 của cuộc thi. Trong khoảng thời gian từ 2011 đến 2012, Diệp Lâm Anh tập trung vào việc đào tạo ca hát. Cô đã cho ra mắt nhiều dự án âm nhạc nhưng không gây ra được tiếng vang nào. Năm 2013, sau khi rời khỏi công ty quản lý, Diệp Lâm Anh tham gia vào chương trình Cuộc đua kỳ thú, đồng hành cùng với người mẫu Thu Hiền trong cuộc thi. Cả hai đã xuất sắc và vượt qua nhiều cặp đôi đối thủ khác để giành được ngôi vị quán quân của cuộc thi sau nhiều năm nỗ lực và theo đuổi niềm đam mê ca hát của mình diệp lâm anh đã phát hành single mới mang tên hãy ôm lấy em đây cũng chính là single đầu tiên đánh dấu sự hợp tác giữa cô và quản lý đằng phương không chỉ dừng lại ở hoạt động lĩnh vực ca hát cô còn thử sức với nhiều lĩnh vực khác như diễn xuất làm mc ngoài ra cô còn là gương mặt đại diện cho nhãn hàng nước uống bài ấp revive vào năm 2015, Diệp Lâm Anh tham gia cuộc thi Bước Nhảy Hoàn Vũ và nhận giải tư của cuộc thi. Và cũng từ cuộc thi này, cô đã xây dựng hình ảnh là một cô gái năng động, cá tính và đầy năng lượng. Trải qua nhiều năm gian khổ và đầy sóng gió trong sự nghiệp, Diệp Lâm Anh từng tâm sự rằng lúc mới đầu bước chân vào Sài Gòn cũng đã gặp rất nhiều khó khăn về nơi ở và tài chính. Với mức lương bèo bọt khi đang ở công ty cũ, cô không duy trì đủ cuộc sống hàng ngày. Trong những năm hoạt động nghệ thuật, Diệp Lâm Anh gần như trở thành một cái tên khá thân thuộc với công chúng, là một cô gái có ngoại hình ưa nhìn, đa tài và đã khẳng định nỗ lực của bản thân và giành được chỗ đứng trong lòng công chúng và cho đến thời điểm hiện tại. Tuy nhiên, nếu được hỏi Diệp Lâm Anh là một nghệ sĩ thuộc lĩnh vực nào thì chắc hẳn không ai biết. Hoặc có chăng đi nữa Thì cũng chỉ là người mẫu MC Vũ Công Người ta hầu như chỉ biết đến Diệp Lâm Anh Qua hình ảnh một cô gái đẹp Sexy Kiêu Và trông có phần dữ dằn Diệp Lâm Anh cũng từng có khoảng thời gian hối hận Khi những bức ảnh nút của mình Được lan truyền trên mạng xã hội Với tốc độ chóng mặt Sự việc này đã khiến Diệp Lâm Anh Chịu không ít gạch đá từ dư luận và với những nỗ lực hết mình của cô, trong thời gian qua thì phần nào đã làm lắng xuống những ý kiến không tốt về hình ảnh của cô trong quá khứ. Từ nhỏ, Diệp Lâm Anh đã bộc lộ niềm đam mê nghệ thuật. Cô tham gia nhiều bộ môn như aerobic, hip hop và được biết Diệp Lâm Anh từng có 6 năm tham gia vào nhóm nhảy Big Toe khi còn ở Hà Nội. Là một cô gái mạnh mẽ, sống năng động, cô không bỏ lỡ bất kỳ môn nghệ thuật nào. Và đây cũng là chính là lợi thế của cô gái trẻ ở gốc Hà Thành. Một dịp tình cờ, khi cùng bạn bè quay clip ca nhạc đăng lên mạng, Diệp Lâm Anh được nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân chú ý và ngỏ ý mời cô vào Nam để cộng tác. Đây cũng chính là thời điểm tên tuổi của Diệp Lâm Anh bước đầu đến gần hơn với công chúng ít ai biết được cô gái trẻ hà thành từng có khoảng thời gian khó khăn đến nỗi phải ăn mì gói qua ngày và khoảng thời gian đầu khi vào sài gòn lập nghiệp với mức lương bèo bọt tại công ty đào tạo ca sĩ trẻ của nhạc sĩ huỳnh nhật tân thậm chí diệp lâm anh còn chia sẻ rằng có thời điểm cô còn không có cả tiền để về quê đón tết cùng với gia đình và chính những khó khăn trước đó đã khiến cho cô gái trẻ trở nên mạnh mẽ hơn với những nỗ lực của bản thân để có được chỗ đứng vững chắc như ngày hôm nay. Diệp Lâm Anh cho biết, để lấy kinh nghiệm và thử sức với bản thân, cô không ngần ngại tham gia nhiều cuộc thi cũng như các chương trình truyền hình thực tế. Điển hình là vị trí top 10 trong chương trình Việt Nam Next Top Model 2010. Không có ý định theo đuổi nghề người mẫu, nhưng sự liều lĩnh đăng ký tham gia chương trình quốc gia lần đó cũng khiến cho tên tuổi của Diệp Lâm Anh được nhiều người biết đến. Năm 2013, cái tên Diệp Lâm Anh gần như là một đề tài tìm kiếm hot nhất trên mạng xã hội thông qua chương trình Cuộc đua kỳ thú với vẻ ngoài năng động và sự thông minh khéo léo của mình thì Diệp Lâm Anh đã hoàn toàn ghi điểm trong mắt khán giả cả nước. Tiếp nối những thành công trên thì Diệp Lâm Anh tiếp tục cho ra mắt single đầu tay Hãy ôm lấy anh, tham gia bước nhảy hoàn vũ 2015, lẫn sân sang điện ảnh và dẫn chương trình Mặc dù không có chút kinh nghiệm nào Nhưng cái liều này đã giúp Diệp Lâm Anh Một lần nữa chinh phục công chúng Bởi chính khả năng của mình Vào ngày mùng 5 tháng 5 năm 2018 Sau 2 năm công khai mối quan hệ Thì Diệp Lâm Anh chính thức bỏ cuộc chơi Theo chân ông xã về nhà chồng Đám cưới của hai người được Nhận rất nhiều sự quan tâm của dư luận Và người hâm mộ vì độ hoành tráng và xa hoa Theo như tiết lộ Chú rể đã chi hơn 1 tỷ cho việc mua hoa tươi trang trí đám cưới cả hai đã vui mừng chào đón hai thiên thần nhỏ đến với gia đình sau hai năm mặc dù lấy chồng kém tuổi hơn mình diệp lâm anh cũng cho biết chồng cô luôn là người yêu thương chăm sóc và quan tâm ba mẹ con cô còn chia sẻ thêm sau khi ổn định mọi thứ còn trai cứng cáp hơn thì cô sẽ quay trở lại với hoạt động nghệ thuật hiện nay diệp lâm anh đã ngưng hoạt động và lui về ở ẩn chăm sóc cho gia đình nhỏ của mình Ông xã của Diệp Lâm Anh tên là Nghiêm Đức, sinh năm 1990. Anh là một thiếu gia gốc Bắc, từng có thời gian sinh sống tại Canada và hiện nay anh đang làm chủ kinh doanh tại Sài Gòn. Gia thế của chồng Diệp Lâm Anh thuộc hàng khủng khi mà sở hữu tới 4 cửa hàng kinh doanh xe máy lớn, đồng thời kinh doanh bất động sản và có nhiều cơ ngơi có giá trị ở vị trí đắc địa cả hai đã có khoảng thời gian tìm hiểu từ năm 2015 cho đến khi công khai với công chúng. Mặc dù Diệp Lâm Anh lớn hơn chồng cô một tuổi, nhưng điều đó cũng không phải là trở ngại đối với hai người. Ngược lại, cả hai càng gắn bó và thân thiết nhau nhiều hơn. Cách đây không lâu, thì Diệp Lâm Anh còn mời So Ji Suk, tài tử hàng đầu Hàn Quốc, sang Việt Nam để tham dự lễ khai trương quán trà sữa của mình. Điều này có thể thấy tiềm lực và mối quan hệ xã hội của diệp lâm anh rộng lớn cỡ nào ngoài ra diệp lâm anh còn thường xuyên khoe các món đồ hàng hiệu xa xỉ như đồng hồ kim cương những chiếc túi đắt tiền trên trang cá nhân của mình không những vậy cô còn sở hữu vài con xe bạc tỷ cũng như nhiều quần áo túi váy hàng hiệu điều này chứng tỏ diệp lâm anh không hề dựa hơi nhà chồng bởi chính bản thân cô cũng đã là một đại gia giàu có có thể bạn chưa biết Semesis chính là anh họ của Diệp Lâm Anh. Do đó, xét theo vài vế thì hot girl xoài non là chị họ của cô, dù nhỏ hơn tận 13 tuổi. Hot girl xoài non không chỉ có mối quan hệ tốt đẹp với Diệp Lâm Anh mà cũng rất thân thiết với người chị dâu Hoàng Vi, vợ của anh trai Semesis. Trong lễ cưới của Semesis và xoài non gần đây, Diệp Lâm Anh đã tặng cho người chị họ của mình một chiếc kiềng vàng khá nặng để thể hiện tình cảm chị em Thậm chí nàng hot girl xoài non còn phải lên tiếng rằng Diệp Lâm Anh cho vàng đeo nặng hết cả cổ. Qua chi tiết tặng quà cưới này, có thể thấy mối quan hệ giữa Diệp Lâm Anh và xoài non vô cùng thất thiết. Cam chị em dâu này được rất nhiều người ngưỡng mộ vì vừa giàu có, vừa xinh đẹp, lại vừa được chồng yêu thương, chiều chuộng. Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm tổ chức hôn lễ xa hoa vào ngày 5 tháng 5 năm 2018 tại một khách sạn sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chia sẻ về người đàn ông của mình thì Diệp Lâm Anh cũng đã từng cho biết trong mắt tôi bạn trai đúng là soái ca bởi rất ngôn tình, đẹp trai, cao to, dễ thương và tâm lý. Dù sinh ra và lớn lên trong gia đình có điều kiện kinh tế, tuy nhiên anh lại rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng và không phụ thuộc quá nhiều vào bố mẹ. Tuy nhiên, từ đầu năm 2021, Vợ chồng Diệp Lâm Anh ít đi sự kiện chụp ảnh cùng nhau. Vài tháng sau thì tin đồn rạn nứt xuất hiện. Trên mạng xã hội cũng lan truyền một loạt hình ảnh, video ghi lại cảnh Diệp Lâm Anh sánh đôi cùng phụ nữ khác, làm lộ lên nghi vấn của người thứ ba. Đầu năm 2022, Diệp Lâm Anh thông báo ly thân và đang trong giai đoạn hoàn tất thủ tục ly hôn. Nữ diễn viên chia sẻ hai vợ chồng không cùng quan điểm trong công việc, dần dẫn tới những mâu thuẫn khác nên ngày càng xa cách. Và kể từ đây, cô và chồng cũ bước vào cuộc tranh giành quyền nuôi con với nhiều ồn ào tranh cãi. Diệp Lâm Anh cho biết chồng là người đâm đơn ly dị, nguyện vọng của cô sau ly hôn là được nuôi hai đứa. Nhưng phía nghiêm đức không đồng ý. Từng chia sẻ với phóng viên báo Dân Trí vào hồi tháng 8, thì Diệp Lâm Anh cho biết khi kết hôn cô chấp nhận sống chung nhà với nhà chồng để chăm sóc bố mẹ chồng. Hai vợ chồng không có nhà riêng, chính vì vậy khi ly thân, người đẹp sinh năm 89 buộc phải rời khỏi nhà chồng. Về tin đồn đòi nhà chồng 100 tỷ đồng, thì phía Diệp Lâm Anh phủ nhận cho rằng đây là thông tin thất thiệt nhằm bôi xấu hình ảnh của nữ diễn viên. Cô khẳng định khi ly hôn, mong muốn lớn nhất là được quyền nuôi hai con, còn việc phân chia tài sản không phải là mối quan tâm hàng đầu. Cuộc sống mẹ đơn thân của Diệp Lâm Anh giờ ra sao? Gần một năm qua, Diệp Lâm Anh ở nhà thuê sống cùng con nữ diễn viên trở lại showbiz tham gia nhiều chương trình sự kiện giải trí cô cũng kinh doanh làm thêm nhiều việc để có thu nhập diệp lâm anh tâm sự có nhiều ngày chỉ ngủ 4 đến 5 tiếng cày cật lực kiếm tiền là mẹ đơn thân cô áp lực vì gánh nặng kinh tế vừa nuôi con vừa lo nhiều chi phí kinh doanh thậm chí diệp lâm anh còn phải nhờ chồng cũ bán đồ để có thêm tiền chi trả cho cuộc sống trong giai đoạn công việc khó khăn trong một cuộc phỏng vấn, Diệp Lâm Anh nói bóng gió, hôn nhân ảnh hưởng khá nhiều tới tâm lý của cô. Tuy nhiên, các con là nguồn vui, động lực giúp cô vượt qua biến cố lớn. Một ngày chẳng biết làm việc bao nhiêu tiếng, suy nghĩ bao nhiêu điều, về sớm hay về muộn, chỉ biết là đã cố gắng hết sức rồi, cần được ôm con vào lòng và ngủ thật ngon. Khi những video hình ảnh lãng mạn một thời của Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức được dân mạng rầm rộ chia sẻ lại, Diệp Lâm Anh cho rằng trong cuộc sống chia ly là chuyện bình thường, không riêng gì nghệ sĩ mà người bình thường cũng vậy thôi, có hợp có tan, chia ly là bình thường. Khi hết duyên, tôi nghĩ nên cho nhau một lối đi mới, cuộc sống mới. Vào hôm phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ tranh chấp ly hôn giữa Diệp Lâm Anh và Nghiêm Đức diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh, phía Diệp Lâm Anh cho biết nữ diễn viên được quyền nuôi bé gái, chồng cũ nuôi bé trai, kết quả này khiến cô vô cùng suy sụp, thất vọng từ chối tiếp cận của truyền thông gần đây cựu người mẫu lên tiếng cảm ơn sự động viên quan tâm của bạn bè người hâm mộ cô cho biết bản thân đã ổn định tinh thần và lấy lại sự cân bằng tôi lao vào việc dọn dẹp nhà cửa để tự đánh lạc hướng bản thân tránh khỏi những điều tiêu cực tôi hiểu bản thân đang cần sự tĩnh lặng thoát ra khỏi công việc và áp lực cuộc sống để cân bằng lại mọi thứ tôi biết ơn vì mình từng là nghệ sĩ từng có quãng thời gian trải nghiệm những cống hiến tuy rất nhỏ bé nhưng điều đó giúp cho tôi nhận được nhiều tình cảm yêu thương, lời động viên từ mọi người để có thêm động lực về tinh thần. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên bấm like, đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo của chúng tôi nhé. Chúc các bạn mạnh khỏe, vui vẻ và hạnh phúc thành công trong cuộc sống.